Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần đầu tiên của tần số tình yêu, đó chính là đi tìm tần số. Sẽ có 400 phát sóng được giấu mặt ở đằng sau tấm màn bí ẩn. Chờ đón xem họ sẽ có vóc dáng ra sao. Xin mời. À, 4 chàng trai đây rồi. Ở vị trí đầu tiên, số 1, xin mời bạn giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các bạn, xin chào chị Diệt Hương và anh Hoàng Rapper và hai bạn nữ. Mình tên là Trần Khôi Nguyên, năm nay mình 22 tuổi, hiện tại mình đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và mình đang học ở trường sân khấu điện ảnh nè. Quan điểm sống của mình là cứ sống vui, sống khỏe, sống tốt là được. Và hôm nay đến đây rất là mong khi về là có một bạn gái về cùng. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn bạn. Còn rung lắm, tự tin lên nè, cao 1m mấy? Dạ, em cao 1m75. Cân nặng nè? Nặng 70kg. Bạn gái của em cần những cái tiêu chuẩn nào không? Cái tính phải tốt một xíu. Còn về những cái tiêu chuẩn kia thì em không có quan trọng lắm. Tại vì tình yêu mà... Có cần phải cao 1m mấy? Trên 1m60 là được rồi à. Chị về nha Nguyên ơi. Xác nhận nè, chiều cao thật sự của Ngọc Trâm là bao nhiêu? Dạ 1m62. 62. Bạn Tuyết Mai? Dạ em 1m67. Đấy. Mời bạn số 2. Xin chào tất cả mọi người. Dạ xin chào hai bạn nữ. Mình tên là Thái Hoàng. Nghề nghiệp của mình là chơi kèn saxophone. Trời ơi, giống chồng chị Hương vậy ta. Dạ, em cũng thường xuyên nghe anh Phương hỏi. Năm nay nhiêu tuổi rồi em? Dạ, năm nay em 22 tuổi. Ủa vậy bạn thổi kèn được bao lâu rồi? Dạ, em chơi kèn từ nhỏ. Saxophone, người ta gọi là em chơi kèn từ nhỏ. Dạ. Còn Tiễn Hoàng Hoàng Rapper, em thổi kèn nào vậy? Dạ. Gia đình có ai làm nghệ thuật không? Dạ, ba em cũng là ba em là nhạc sĩ. Dạ. Tên gì không chừng chị biết không? Dạ không, cha em ở dưới quê. Rồi sau này là em thi vô trường hay là em học ở dưới? Dạ em học, đang học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên ngành ngành kèn gỗ? Chuyên ngành kèn. Cảm ơn em đã chọn một cái nghề mà chị rất là thích. Dạ. Tại thấy nó bay bổng sao á. Dạ. Đó, thành ra là có thể là thích hợp với hai bạn dưới đây. Dạ. Á. Tại vì mấy bạn dưới này học nghệ thuật hết. Cũng lãng mạn không kém nha. Nhưng mà vấn đề là mình phải thực tế một tí. Bạn có đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập và lo cho học phí không? Dạ có, em chơi kèn á. Ở đâu? Cho một cái tên đi, ngày mai chị bưng thầy em tới. Dạ. Bữa hổm em cũng mới đi gặp anh Phương ở bên MBU. Vậy một chút nữa chị về chị sẽ nói với anh cho anh vui. Ủa sao tần số bắt chúng em si không vậy? Dạ. Mình đã có một người ông xã thổi kèn lãng mạn dễ thương. Dạ dạ. Thì mình giới thiệu Hoàng cho nhỏ em mình ngồi hai nhỏ em. Mà hiền nha, giọng nói hiền khô. Hiền lành lắm, tại giữ đâu làm lại hai chị em tôi. Dạ. Thôi thì hỏi anh chàng số 3 đi, ông chừng anh chơi trống sao? Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người và đặc biệt xin gửi lời chào đến hai bạn nữ tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Mình tên là Khởi Vinh ạ. Thì hiện tại mình 21 tuổi và công việc của mình đó chính là YouTuber. Mình làm YouTuber về vlog và âm nhạc ạ. Thì sở thích của mình là đi du lịch ạ. Không biết là hai bạn nữ người đó thì sở thích là gì ạ? Mình tên là Ngọc Trâm, mình cũng thích du lịch. Bạn đã từng đi du lịch ở đâu rồi? Ở trong nước như là Đà Lạt nè, Vũng Tàu nè, Nha Trang, Huế, Quy Nhơn. Bạn cảm thấy Nha Trang như thế nào? Mình thấy Nha Trang rất là đẹp, mình rất là thích luôn. Thế bạn có thích con trai Nha Trang hay không? Mình chưa có cơ hội để tiếp xúc với con trai Nha Trang nên mình cũng không biết. Có quá. Thế hôm nay có cơ hội bạn có muốn tiếp xúc với con trai Nha Trang hay không? Để mình xem xét ạ. Bạn chồng con trai Nha Trang thể hiện sao thôi? Dạ, con gái. Dạ. Bạn thích du lịch không? Em có thích du lịch không? Em cũng thích du lịch. Em đi cũng như chị Trâm là Đà Lạt, Nha Trang, Tiền Giang, nói chung là các tỉnh miền Tây thì em đi nhiều. Được cái hai nhỏ em gái chị, gia đình có điều kiện nữa. Đưa đi chơi du lịch nhiều. Đi miết. Biết hết trơn, mới mười mấy 20 tuổi mà ta biết nhiều chỗ đó mới mệt cho bốn nhỏ chổng đó. Vinh ơi, em cao 1m mấy? Dạ, em cao trên 1m6 mà dưới 1m65 ạ. Còn 6 mũi của bạn cao 1m mấy? Mũi cao quá vậy? Mũi thiệt phải không? Dạ không ạ. Dễ thương quá vậy, nó khai thiệt luôn. Vậy là cái cầm cũng giả phải không? Dạ không luôn ạ. Trời ơi, nó dễ thương quá vậy. Chỉ có trái tim của em là thiệt thôi ạ. Cảm ơn bạn. Rồi. Chào chàng trai ở vị trí số 4, xin mời bạn giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, chào chị Diệt Hương và anh Hoàng Rapper. Dạ. Và đặc biệt là hai bạn nữ phía dưới. Mình tên là Đoàn Văn Lập, năm nay mình 23 tuổi. Nghề nghiệp của mình là huấn luyện viên võ vô Việt Nam. Wow. Oh, ấn tượng đấy. Lát nữa chị sẽ cho em đấu với Hoàng Rapper. Em về trước nha chị. Tính tình của mình thì là vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Mình thích một mẫu người con gái cũng giống như mình, cũng vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng như vậy. Em chơi võ vô Việt Nam bao nhiêu năm rồi? Dạ thì hiện nay em chơi được 9 năm rồi chị. Vậy là em tới đai gì rồi hết? Dạ hiện tại thì em đang là đai vàng hai gạch của vô Việt Nam ạ. Dạ. Có đi thi đấu đồ đâu chưa? Dạ em có từng thi đấu một số giải của tỉnh Bình Dương ạ. Rồi huy chương gì? Dạ em được một giải huy chương vàng của năm 2013 của đối kháng vô Việt Nam.
Hoàng ơi, em có biết đối kháng là gì không Hoàng? Dạ là đấu trực tiếp á, mặt đối mặt á. Em có biết huy chương vàng là sao không Hoàng? Dạ là đánh sấp mặt em luôn á. Đúng rồi, là hạ gục hết để người ta lấy cái huy chương đó Hoàng hả? Em cao nhiêu Lập? Dạ em cao 1m78 ạ. Trời ơi, cái gì cũng hơn tôi hết trơn. Trời ơi, em nặng bao nhiêu ký? Em nặng 72 ký. Đừng có nói gì sao nữa, em lăn thôi là Hoàng đã mệt với em rồi. Ngọc Trâm và Tuyết Mai sau khi nghe bốn chàng này cảm thấy ấn tượng với cái giọng nói nào? Anh nào cũng thấy ổn hết á. Nhưng mà em ấn tượng anh số 3 là anh quá thành thật. Thành thật, thấy chưa? Các trung bạn thật. Ơi, có nhiều cái chi tiết mà tự nhiên phụ nữ nó thích vậy đó, thích lãng vậy đó, thấy không? Thích cái thành thật dễ thương. Cảm ơn Tuyết Mai. Rồi, Ngọc Trâm. Em thì em ấn tượng bạn số 2 và bạn số 4. Vì bạn số 2 giống như là chị Việt Hương nói á, là học về kèn, cái giọng của bạn em cảm nhận nó rất là ấm. Còn bạn số 4 là do em cũng có một người bạn là học vô Việt Nam. Em có học giỏi gì không Trâm? À dạ, em có học Taekwondo. Bao nhiêu năm? Dạ em mới học có chưa tới một năm nữa. Nghỉ. Dạ đúng rồi, tại không có thời bây gian. Bây giờ bên kia ta 9 năm ta về ta dạy lại mình. Dạ. À, đúng không? Nãy giờ em ngồi trong đây em cũng hụt hẫng lắm. Tại sao vì vậy? Ai nhắc tới số 1 á đó. Thì bởi vậy mình chưa tạo ấn tượng đó. Đúng rồi. Bây giờ tạo ấn tượng đi, cho coi ốp lưng điện thoại. Ông YouTuber tại sao ông để Doraemon? Chương trình của chúng tôi là tần số tình yêu, không phải chương trình thiếu nhi. Thứ nhất là em vừa thích Doraemon, thứ hai là bữa hôm đó đi mua ốp lưng á, toàn là ốp lưng xấu không, cái này là đẹp nhất trong số ốp lưng em lựa. Tôi đang đứng đây mà tôi nghe đâu đó hai cô có người nào nói thích Doraemon đúng không? Dạ đúng. Ai vậy? Em. Em nữa. Bạn Tuyết Mai à? Mai kể như là cái thật thà của em đó, mà bây giờ Mai chịu like tụi thứ hết trơn, cái Doraemon người ta cũng thích, không chừng rung động thiệt chứ. Ha? Mai ơi. Dạ. Bạn có hay coi Doraemon không? Em hồi nhỏ thì chuyện Doraemon em có cả thùng. Cả thùng luôn á trời ơi. Dạ. Mà đây là Suka nha. À, xinh thế lắm à. Nha. Thế ngoài Doraemon ra bạn có thích nhân vật nào khác trong Doraemon không? Em chỉ thích Doraemon này thôi. Nhìn nghiêng nghiêng giống Seiko. À, bạn không thích giống Seiko hả? Nhọn nhọn hả chị? Giống Seiko quá, không giống Nobita. Ai là Nobita chị? Nobita hả? Đây còn ai đây? Tôi nữa trời. À, đây mới kiến rồi. Em số 3 trả lời nói chuyện tiếp nè. Ngoài Doraemon ra thì bạn còn thích xem phim gì nữa hoặc là thích đọc truyện gì nữa? Hồi xưa mình chỉ có coi Conan với lại Doraemon thôi. Chăm. Còn trong bốn cái ốp lưng này nè, em thích ốp lưng nào? Em chưa có ấn tượng lắm về bốn cái ốp lưng này. Vậy nếu mà không có cái ấn tượng của ốp lưng, mình xin xem màn hình điện thoại. Màn hình khóa của bốn chiếc điện thoại. Xin mời. Dạ, nãy giờ em tạo ấn tượng hoài nha, số 3 nha. Cái hình nền điện thoại này là hình ba của em. Đó, ba trai. Tại vì khi mà em từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh á, thì em không có bạn bè nhiều, hầu như là không có. Cho nên là người mà có thể tâm sự với em mà nói chung bên em qua quãng đường mà em đi á, là ba của em ạ. Dạ, nhưng mà nhìn ba là ra con à, nhìn mặt hiền lành dễ thương. Nguyên ơi. Dạ. Bé Trâm với bé Tuyết Mai nó hỏi để gì xinh lẹ vậy? Thật ra thì em cũng muốn minh bạch với mọi người một tí là không phải là do em đơn giản mà em không để hình nền hay là không xẻ ốp lưng gì hết. Nhưng mà có câu chuyện buồn là mấy ngày trước em mới vừa mất điện thoại á. Cái điện thoại này là điện thoại cũ của em mấy năm trước á. Em xài, em lấy em xài đỡ á. Em ơi em đừng có buồn, một chút nữa chị gửi hình cho em ốp lên. Chị đừng gửi em hình ốp lưng nha. Tại vì xíu nữa một trong hai bạn nữ là em chụp hình em dán vô ốp lưng luôn á. Bắt đầu tự tin rồi đó. Tại vì xin tấm hình thì gửi, mà nó kêu đừng có gửi nha. Để người ta lát nữa bé Trâm với bé Mai người ta gửi. Còn anh chàng đam mê xe cộ, đây là xe của bạn hả, chàng trai số 4? Dạ đúng rồi, xe của em đến Hoàng Rapper. Dạ. Là em đang kêu bán hay gì mà chụp thẳng băng vậy? Dạ không, tại vì em ngoài đam mê giỏ ra thì em có đam mê về xe nữa. Vậy là Lập coi xe giống như là người bạn gái của mình luôn hả Lập? Dạ không hẳn, bạn gái mình phải hơn chiếc xe chứ. Phải không? Chứ sau này lập gia đình cái vợ là một chuyện, rồi xế yêu là một chuyện, xế yêu giống như bầu nhí của mình. Lao chiếc xe hoài. Lao xe hoài chứ đâu bây giờ lao vợ đâu. Hoài à. Vợ kêu bưng đi tắm chiếc xe bưng tắm hoài à. O bế xe còn hơn o bế vợ nữa. Ngày cưng xe lắm chị ơi. Cẩn phải không Lập? Dạ hên xui chị ơi. Thấy chưa? Hoàng ơi, có cưng dạ. Càng hơn cưng vợ không? Dạ... Dạ không, dạ em không vẫn hả? Cưng vợ em hơn. Cưng vợ hơn. Dạ. Hoàng ơi, tại sao em lại để một cái màn hình đơn giản vậy? Thật ra cái sở thích của em là em thích để hình em với người yêu. Nhưng mà giờ không có thì em để tặng vậy. Chị Việt Hương ở ngoài rapper, em muốn hỏi. Em hỏi cái gì cũng được, nó kèo em cứng mà. Chị em hỏi là hai bạn nữ phía dưới có thích người con trai biết nấu ăn không ạ? Trâm là Trâm rất rất thích luôn nha. Trâm thích con nè. Trai nấu ăn là rất là tuyệt vời luôn. Bạn thích ăn món gì nhất? Mình thích ăn món gì cũng được, miễn người yêu mình nấu là được.
Còn Mai thì em thấy có cũng được, không có cũng được, có thì càng tốt thôi. Bé ở đây thì quá thích rồi, còn Mai thì lại là sao cũng được. Nếu anh không nấu được, để em. Dạ chị ơi. Ơi nữa dạ. Em xin phép hỏi một câu được không ạ? Nguyên. Dạ em Nguyên đây. Hỏi đi cưng. Hai bạn ơi, cho mình hỏi là hai bạn có ai giỏi về phần nấu ăn không ạ? Tuyết Mai biết nấu không ạ? Em là Mai. Nấu đơn giản. Ok, được. Ví dụ đơn giản là món gì? Gà chiên nước mắm. Vô dạ. À? Được. Làm chiên rồi xong hết. Khi nước mắm mới sóc hay là sóc trước? Dạ, sóc sau. Sóc sau, gọi nhỏ biết nấu Nguyên ơi. Dạ. Bé Trâm, sao nè? Dạ em cũng biết nấu mà cũng một ít thôi chứ không có nhiều. Ví dụ món tủ bên kia ta có gà. Món tủ chính của em là không? Tôm chiên lăn bột. Đó, à. Tủ bên kia là cánh gà chiên nước mắm. Bên đây thịt xào mắm ruốc chứ. Mấy món đậm đậm à. Yeah. Lăn bột trước hay là sau khi bỏ con tôm vô? Mình bỏ sạch vỏ xong rồi mình lấy tôm mình lăn qua bột rồi mình mới chiên lên. Đúng luôn nữa. Dạ, thật ra em rất thích nấu ăn mà em không biết nấu ăn á, nên là em muốn hỏi hai bạn đó. Em rất là ấn tượng với bạn mà biết nấu món tôm. Không, nhìn cái body của em mà chỉ biết là em thích ăn lăn bột rồi. Cho em hỏi là mẫu người con trai lý tưởng của hai bạn nữ là như thế nào ạ? Mời Chấm. Mẫu người con trai lý tưởng của mình là phải có một chút gì đó chín chắn, nhưng mà lâu lâu cũng phải một chút gì đó lãng mạn, và đặc biệt là phải che chở được cho mình và phải nói toàn bộ sự thật. Còn Tức Mai? Em thích người trầm tính, nói chuyện kiểu phải kiểu là chín chắn hơn. Mai Mai, Hoàng nãy giờ không có nói câu nào. Thái Hoàng. Thôi thì bây giờ bốn cái màn hình mình coi rồi, bây giờ mình coi từ đầu đến cuối đi cho công bằng với nhau. Nội dung bên trong. Dạ. Mà mình coi từ số 4 trước đi. Lắp. Dạ. Cho chị coi phía trong màn hình. Gọn gàng, dân nhà võ. Cho mình hỏi là bạn có học trường võ nào ở trên đây không? Hiện tại thì mình đang công tác tại câu lạc bộ Vô Việt Nam của bên Thủ Đức các bạn. Con cún này là của bạn hả? Dạ, con cún này là của em ạ. Hai bạn nữ, bạn có thích nuôi cún không hay là thích nuôi mèo? Em cũng thích nuôi chó, mèo, nhưng mà mẹ em thì không cho em nuôi. Tại vì em bị bệnh về đường hô hấp á, cho nên mẹ rất là sợ. Đó là sự chia sẻ của Tuyết Mai nha. Bạn Ngọc Trâm? Em, nhà em cũng thích nuôi nhưng mà là do nhà em không có được rộng rãi á. Mà nuôi con vật mà nhà mình không có thoải mái thì sẽ rất là tội. Không nuôi ở nhà mình được rồi, chắc phải nuôi ở nhà bạn. Qua nựng ké. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình xem một số ứng dụng khác đi. Một huấn luyện viên dạy về võ thì chắc là rất là kỷ luật về giờ giấc nè. Cho tôi xem cái đồng hồ báo thức của bạn đi. 5 giờ sáng dậy, đi đâu vậy em? Dạ, em chạy bộ ạ. Chạy bao nhiêu lâu? Dạ, thường thường thì em chạy khoảng từ 5 tới 6 cây số ạ. Rồi xong em chạy thẳng về nhà em ngủ tới 10 giờ vậy sao? Dạ, 10 giờ đúng rồi là giờ ăn trưa của em ạ. Còn 17 giờ là giờ ăn chiều hay gì? Dạ, giờ đó là giờ của em đi dạy. À, dạy tới mấy giờ? Dạ, thường thường thì em dạy tới khoảng 8 giờ rưỡi tới 9 giờ. Cảm ơn bạn số 4. Bây giờ cho chị xem qua màn hình của bạn số 3. Lướt qua nữa nè, có bộ nhiều app chụp hình là sửa dữ lắm. Không phải gọi là chụp hình mà chỉnh ảnh, nhưng mà ai up hình lên cũng muốn mình đẹp đúng không? Đúng. Chị Việt Hương cũng thế đúng không? Thì em cũng thế. Không, chị đẹp sẵn rồi. Dạ. Ngoài những app chụp hình em vẫn còn những app khác, ví dụ như Rap, Go Việt nè, Now nè, để đặt đồ ăn nè. Biết nấu ăn không em? Biết ạ. Nấu được món gì nè? Dạ, mì với trứng ạ. Hai anh em mình đồng cảm nha Vinh nha. Dạ. Anh biết trứng chiên nữa Vinh. Dạ, có em nữa nha anh Hoàng. Ai vậy? Em lên chạy. Em số 1 nè. Bây giờ cho chị xem vài tấm hình được không Vinh? Dạ vâng ạ. Mẹ có buồn không Vinh? Để hình ba không kìa. Vì sao mà em lại để hình ba? Tại vì ngày trước á thì em rất là xấu, bạn bè cười chê, rất là nhiều chuyện buồn và rất là nhiều biến cố. Làm bất cứ ngành nghề nào cũng phải cần một cái ngoại hình, không những làm những ngành nghề nghệ thuật giải trí. Hồi nãy anh Hoàng với lại chị Việt Hương hỏi em là có sửa hay không, thì em không có việc gì mà em phải giấu về việc này cả. Tấm hình này là cái ngày đầu tiên khi mà em thay đổi, em gặp ba. Em luôn lưu cái tấm hình đó lại và em đặt ở chế độ là sao đầu luôn. Em cảm nhận được cái sự vỡ òa của ba cũng như là của bạn ấy. Tại nãy nhìn thấy tấm hình của ba là từ lúc đó mình chưa biết gì, nhưng mà mình nói ba rất là hiền hậu, chia sẻ với em rất nhiều. Nhưng chị nghĩ là để tới ngày hôm nay em tự tin em ngồi đây và em có thể gặp và nói chuyện kể lại cái quá khứ, thì chị nghĩ em đã một phần nào thành công về công việc của em và một phần thành công về cái nhan sắc. Đây là một trong những cái mà nghị lực của em nữa. Chị chúc của em là thành công hơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tới anh số 2 đi. Anh Thái để Hoàng. Cho cái âm thanh rộn ràng lên chút xíu nè. Dạ. App cũng gọn gàng chỉnh chu nè. Có những ứng dụng riêng về làm nhạc và nhạc cụ. Có ứng dụng riêng về làm nhạc không? Dạ. Có nghe note rồi dạ. Nghe hòa âm rồi nghe dây đàn. Nghe tempo này nọ. Dạ không, tại vì thường thường em làm mấy nó trên iPad ở nhà. À. Điện thoại em chỉ để nghe gọi thôi, chứ lâu lâu thì thỉnh thoảng có giải trí chơi game. Ảnh có không? Dạ ảnh thì có.
Tại sao học nghề càng mà chụp hình lên thấy đồ ăn, đồ uống? Dạ, dạ không, em có dành riêng. À, dạ, này. Văn bản dạng nữa kìa. Có con chó nằm tay cưng quá. Có con mèo nữa, mặt nó hơi hết hồn. Em ơi, em thích chó mèo lắm hả? Dạ, em rất thích chó mèo. Ủa, có một cái clip đúng không mà 1 phút 17 giây với cây đàn dương cầm. Là bạn chơi được piano luôn à? Dạ, em chơi được piano, guitar, trống. Sư phụ, tôi bái phục bạn luôn. Vì cho gì có em có thể là hỏi hai bạn nữ có thích âm nhạc không hay là thích nghe nhạc. Hồi nhỏ Chăm có được học piano nhưng mà lớn lên rồi nhà có việc á thì không có được học nữa. Mai sao? Em cũng có học organ năm tiểu học. Nhưng mà sau đó thì lớn lên dần á em chỉ học thể thao nhiều thôi. Em chơi môn gì? Dạ năm cấp 2 thì em chơi bóng chuyền, cầu lông, bóng ném. Rồi em, số 1, Nguyên nè. Thôi Nguyên. Cái này em thức thế nữa. Điện thoại này là 5 năm về trước là cái điện thoại cảm ứng đầu tiên của em xài luôn. Sao em không bỏ đi mà em giữ tới giờ này? Tại sao giữ tới giờ này? Dạ, tại vì em muốn giữ nó làm một cái kỷ niệm. Giống như là ai làm cái gì đầu tiên thì cũng ấn tượng với cái lần đầu tiên đó nhiều nhất. Cái điều quan trọng nhất là em xài cái điện thoại định mệnh này để em đi lên đây để em tìm kiếm bạn gái đó đây. Là nó là cái điều quan trọng nhất em muốn nói hai bạn nữ. Chịu, phải vậy chứ. Vậy Nguyên là người chung thủy. Cho em hỏi một câu được không ạ? Hỏi đi. Dạ em muốn hỏi là gia đình của hai bạn nữ là khoảng bao nhiêu người á? Chăm, gia đình em có mấy người? Gia đình em có 4 người. Vậy còn Mai? Mai. Gia đình em cũng 4 người, có em gái. Chị Hương, anh Hoàng ơi. Dạ. Ơi. Em cảm thấy là rất là trùng hợp. Tại vì gia đình em cũng có 4 người. 4 người luôn. Dạ, rất là trùng hợp luôn. Vậy cho em hỏi một câu nữa nha. Trong gia đình như vậy thì hai bạn thường hay tâm sự với ai nhất? Tức Mai. Mai. Có chuyện gì là em lại kiếm mẹ nói chuyện đầu tiên. Còn Chăm? Trước á thì em hay tâm sự với mẹ, nhưng mà khi lớn lên nhà em có chuyện thì em tâm sự với ba và mẹ luôn. Nhưng mà gia đình là ba mẹ, gia đình vẫn vui vẻ hạnh phúc. Dạ hiện tại ba mẹ em đã ly dị. Đã ly dị rồi. Bây giờ em ở với cha hay mẹ? Dạ em đang ở với ba. Cha chị em ở với ba. Dạ đúng rồi. Dạ chia sẻ nè, tâm sự nè. Xem điện thoại luôn rồi, khai thác rồi. Có vui, coi điện thoại luôn. Hai bạn nghĩ coi là hai bạn ấn tượng với lại hai bạn nào mình có thể giữ lại trong thời khắc quan trọng. Hai em gái đẹp của Việt Hương đang suy nghĩ, mình giải lao trong vòng ít phút. Có quyết định rồi, ấn tượng với ai nhất? Tiếp Mai. Em ấn tượng với anh số 1. Còn với bạn Ngọc Trâm thì sao? Bạn ấn tượng với chàng trai nào? Em ấn tượng với bạn số 2. Như vậy chỉ còn một tấm vé để bước vào vòng trong. Chàng trai ở đây xin mời chị Việt Hương đại diện cho nội ngoại hai bên. Chị thì chị rất muốn ngắm nhìn nhanh bạn Vinh. Tại vì sau cái thay đổi và sau nhiều cái biến cố để bạn có ngày hôm nay, cho nên chị mời Vinh ra đây để gặp mặt. Còn chị xin giữ lại anh chàng Võ Vui Nam, 9 năm huấn luyện viên, bạn ở vị trí số 1. Chúc mừng bạn Lập. Và chúng ta sắp sửa được nhìn ngắm nhan sắc thật sự của chàng trai vị trí thứ 3. Xin mời bạn Vinh. Rất là điển trai đúng không ạ? Chào chị Thương ạ. Chào hai bạn. Có những ngày bình yên đến lạ, bình yên sau những nỗi buồn, bình yên đi qua những tổn thương, bình yên để tự mình đi tìm một hạnh phúc riêng. Nhưng có vẻ như Vinh lại tiếp tục một mình bình yên khi cả hai cô bạn đều lạc nhịp tần số với trái tim Vinh. Em biết ai Chăm ai Mai không? Có thể nói lại cho em nghe được không? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mình năm nay 20 tuổi. 20 tuổi. À, đó là bạn Chăm ạ. Rồi con bạn bên em kia năm nay 19 tuổi rưỡi. Vậy đó là bạn Mai ạ. Quá hay luôn ha. Ấn tượng như thế nào về hai cô gái ngồi trên này? Ba cô gái. Dạ cô gái ở bên phải là không còn gì đã nói rồi, perfect rồi. Em với lại bạn Mai có rất là nhiều cái điểm chung về sở thích. Nhưng mà em lại ấn tượng hơn về cái sự vui tính của bạn Trâm hơn. Thì mỗi bạn em đều có một cái ấn tượng riêng ạ. Và khi bước ra đây thì hai bạn nào cũng xinh. Đúng không? Nó nói thiệt mà, bên nhà gái tôi kèo chắc chắn mà. Nhưng mà điều quan trọng là cái sự rung động mà chưa tới với nhau. Chúc em thành công.
công hơn nữa trên con đường lựa chọn nha Vinh nha. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn Vinh, tạm biệt Khôi Vinh. Dạ. Chào đón quý vị trở lại với Tần Số Tình Yêu. Sau vài phút giải lao, hai bạn gái ấn tượng với người nào, giờ lại người đó. Mời Trâm. Dạ em vẫn giữ quyết định cũ của mình, em ấn tượng với bạn số 2. Mời đèn của Thái Hoàng. Chúc mừng Thái Hoàng. Ấn tượng của Tuyết Mai. Em nghĩ em ấn tượng với thay đổi quyết định và thay đổi cái ấn tượng của mình hay là là không thay đổi. Em ấn tượng với tiếng kèn của anh số 2. Số 2. Đúng là Thái Hoàng. Bởi vì bây giờ tôi mới thấy cái ngành kèn saxophone nó đang lên ngôi. Đó là lý do mà anh Phương chính là sự lựa chọn của chị Việt Hương đấy. Đúng rồi. Hồi đầu tôi không có cần biết cái gì trơn á, mà tôi ra tôi nghe thổi một bài xong là tự nhiên tôi thấy rung động. Còn nói gì nữa, mời hai em lên sân khấu và chúng ta xem hình ảnh thiệt của ba. Mời rồi, mời hai người đẹp. Xin mời mang hình số 1. Số 1 Khôi Nguyên. Yêu mọi người nhiều. Còn chàng trai số 2 Thái Hoàng. Chàng trai số 4 Đoàn Văn Lập. Rất nam tính, mạnh mẽ, nam tính. Sau cái tiếng vỗ tay đó, hai tụi em có quyết định thay đổi nữa không? Đấy. Có quyền. Mời Trâm. Em cũng bị bối rối nhưng mà em không muốn thay đổi. Tuyết Mai, em được quyền thay đổi. Dạ không. Vậy thì mời hai em về chỗ, mời tắt màn hình. Mời gặp gỡ một lúc hai chàng trai luôn. Hey, mời xin mời Khôi Nguyên và Văn Lập. Văn Lập thì nắm tay luôn à, dễ thương quá à. Vũ trụ của người là màu đen huyền bí, vũ trụ của anh bé tí thu nhỏ lại là em. Đã định rằng sẽ nói câu này trước khi nhấn phím gọi cho cô gái mà Nguyên có nhân duyên gặp gỡ ngày hôm nay, nhưng có vẻ như chệch nhịp ngày đúng phút bù giờ rồi. Hẹn người anh thương vào một ngày không xa nhé. Nghệ thuật, võ thuật, lập đều có đủ. Tưởng như sẽ là một mảnh ghép vừa vặn với cô gái Taekwondo hoặc Tuyết Mai. Cô bé 19 tuổi thích nghệ thuật, nhưng có lẽ nhân duyên này dừng lại ở hai chữ tình bạn mới là vừa vặn nhất. Thôi thì lại trở về, đông đầy thêm yêu thương và cả sự bao dung, sẵn sàng chờ đợi ngày hạnh phúc đến gõ cửa. Nguyên em rất là hài hước, vui vẻ. Có thể ở tự nhiên cạnh một người đàn ông á mà cứ vui vẻ vậy mình sẽ thấy giải trí. Việc thứ hai, hồi nãy chị có yêu cầu Lập là phải múa võ cho chị nè, tại chị sợ nhiều khi em chưa show hết tài năng của mình. Nhưng quan trọng là cái rung động của hai bạn này. Lần đầu tiên người ta mới coi nhạc live, người ta mời, hiểu không? Có một cái điều mà em phải thú thật luôn với mọi người, không những riêng hai bạn nữ này, em còn mê nữa, tại vì nó quá hay. Mời Lập. Em cũng hơi tiếc, nhưng mà không sao, có thể ra ngoài vẫn có thể tìm hiểu nhau chẳng hạn. Bây giờ áp lực mới tội nghiệp cái người ngồi trong, chứ thật ra là chị chúc mừng hai đứa, tại chị bước ra đây là hai đứa sáng tài đẹp trai, có công ăn chuyện làm ổn định hết trơn. Đây nội ngoại hai bên rung động quá trời. Còn chưa nói là khán giả ở nhà. Thái Hoàng á, em là được hai cô gái này trân trọng. Nhưng chút nữa ra ngoài đi Lập chờ 30 giây là nằm chèm bẹp. Lập với Nguyên đừng về, ra bãi dưới xe đợi. Chờ coi. Thái Hoàng á sẽ gọi một trong hai cô này. Chứ không được chọn cả hai đâu. Cho nên một chút nữa Trâm hoặc là Tuyết Mai thế nào chạy ra kêu ảnh ơi cho em số điện thoại nghe. Cảm ơn Nguyên, cảm ơn Lập, tạm biệt hai bạn.